tất tần tật về hoang mạc, top 5 hoang mạc lớn nhất thế giới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của Kiến Địa Lý. Khi nhắc đến những câu chuyện về hoang mạc, sa mạc, đại đa số chúng ta đều nghĩ đến hoang mạc Sahara ở châu Phi hay là sa mạc Gobi đúng không ạ? Sự thật thì Sahara không phải là hoang mạc lớn nhất thế giới. Vậy thì điều gì thú vị đang chờ đợi chúng ta? Hoang mạc là gì? Hoang mạc và sa mạc khác nhau như thế nào? Đâu là top 5 hoang mạc lớn nhất thế giới? Hãy cùng Kiến Địa Lý khám phá và tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Và trước khi đi vào nội dung thì các bạn hãy bấm nút like, đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ kênh nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thứ nhất, về định nghĩa và đặc điểm của hoang mạc. Theo Wikipedia, hoang mạc là một vùng có lượng mưa rất ít, ít hơn so với lượng cần thiết để các loài thực vật có thể sinh trưởng và phát triển bình thường. Cái tên hoang mạc cũng chính là danh từ chung dùng để đại diện cho những khu vực có khí hậu nhiệt đới lục địa khô điển hình trên trái đất. Trên thực tế, hoang mạc được xác định là các vùng có lượng mưa dưới 200mm một năm. Tuy nhiên, lượng bốc hơi tại các khu vực này lại rất lớn, dao động trong khoảng từ 900 đến 1.500mm đối với mặt nước thoáng. Do vậy, nguồn nước ở các hoang mạc là rất khan hiếm, gần như không có sự hiện diện của sông, suối hay các mạch nước ngầm. Sự sống trên các hoang mạc cũng rất hiếm hoi bởi không có nhiều loài động thực vật có khả năng chống chọi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt này. Hoặc nếu có, chắc hẳn các loài này phải được trời ban cho khả năng chịu hạn và nhịn khát vô cùng đáng nể. Đặc điểm nổi bật nhất của các hoang mạc chính là tính chất vô cùng khô hạn, biểu hiện rõ nét thông qua mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa lượng mưa và lượng bốc hơi, khiến cho độ ẩm không khí gần như bằng không. Hai thái cực thường gặp ở hoang mạc là những vùng nhiều năm liền không có mưa, hoặc mưa chỉ kịp rơi đến mặt đất thì đã bốc hơi hết. Bên cạnh đó, tại các vùng hoang mạc, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là rất lớn hơn nhiều so với sự biến thiên nhiệt độ giữa các mùa trong năm. Điển hình như tại các hoang mạc nóng, nhiệt độ ban ngày có thể lên đến 45 độ C hoặc cao hơn trong mùa hè, sau đó hạ xuống 0 độ C hoặc thấp hơn vào ban đêm trong mùa đông. Riêng các khu vực đô thị tồn tại trong hoang mạc thường chứng kiến mức chênh lệch ít hơn, một phần là do ảnh hưởng của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Phần lớn bề mặt hoang mạc thường bị sỏi đá hoặc những cồn cát bao phủ, vì thiếu nước trầm trọng nên thảm thực vật cũng trở nên cằn cỗi và thưa thớt. Đứng trước sự chết chóc tàn khốc ở các hoang mạc, các loài sinh vật phải liên tục tiến hóa không ngừng, nếu không sẽ nhanh chóng bị đào thải và trở về với cát bụi ngay lập tức. Một nhóm sinh vật tiêu biểu gắn liền với đời sống phi thường ở nơi hoang mạc chính là những loài cây có vòng đời ngắn ngủi trong mùa mưa và hạt có thể tồn tại trong điều kiện mùa khô kéo dài. Những loài cây mọng nước có thể tích trữ một lượng nước đáng kể trong thân với lá tiêu biến thành gai để hạn chế tối đa sự mất nước, tiêu biểu nhất là họ nhà xương rồng. Những loài cây lớn có bộ rễ ăn sâu xuống tầng đất dưới cùng nhằm tăng khả năng hút nước. Đại diện cuối cùng là nhóm các loài động vật có khả năng chịu nóng, chịu khát ấn tượng, thường đi săn và kiếm ăn vào ban đêm. Ban ngày thì trú ngụ trong các hang động hoặc nằm dưới tán cây để tránh nắng, ví dụ như lạc đà, côn trùng, bò sát. Nhìn chung, hầu hết các hoang mạc trên thế giới là những khu vực rất hiếm người sinh sống. Dân cư chỉ tập trung ở các ốc đảo ven hoang mạc, nơi có các mạch nước ngầm lộ ra sát mặt đất. Trong ấn tượng của nhiều người, hoang mạc thường bao gồm những khu vực rộng lớn, nơi có các cồn cát nối tiếp nhau trải dài tít tắp. Đó cũng chính là hình ảnh mà chúng ta thường nhìn thấy trên truyền hình hoặc trong các bộ phim. Tuy nhiên, hoang mạc không phải lúc nào cũng thế. Hay nói cách khác, lượng mưa chính là yếu tố then chốt để quyết định rằng liệu một nơi nào đó có phải là hoang mạc hay không. Trên khắp thế giới chỉ có khoảng 20% hoang mạc cát hay còn gọi là sa mạc, 80% còn lại là các kiểu hoang mạc đặc trưng khác. Dựa vào tính chất, các nhà khoa học đã tiến hành phân loại hoang mạc thành một nhóm cụ thể với những đặc điểm địa chất hoàn toàn riêng biệt. Đầu tiên là nhóm hoang mạc đất sét, kế đến là hoang mạc cát, hoang mạc đất muối và hoang mạc đồi núi. 2. Phân biệt hoang mạc với sa mạc. Đơn giản nhưng rất dễ gây nhầm lẫn, đó chính là hai khái niệm về hoang mạc và sa mạc. Thậm chí là cho đến tận thời điểm này, có lẽ nhiều người trong số chúng ta vẫn cho rằng sa mạc và hoang mạc là một. Trên thực tế thì dù cùng được định nghĩa là những vùng đất cực kỳ khô cằn và có lượng mưa ít, song cả hoang mạc lẫn sa mạc đều sở hữu các đặc điểm hoàn toàn khác biệt. Gần giống với hoang mạc, sa mạc cũng là nơi có khí hậu khắc nghiệt với lượng mưa rất ít, gây khó khăn cho sự tồn tại của hệ sinh vật trên lãnh thổ. Tuy nhiên, thời tiết cũng như điều kiện sống ở sa mạc thường khắc nghiệt hơn nhiều lần so với hoang mạc. Hiểu một cách đơn giản thì sa mạc là từ dùng để chỉ những hoang mạc cát với đặc trưng là những luồng gió nóng thổi mạnh dẫn đến bão cát quanh năm. Hay nói cách khác, trong hoang mạc có sa mạc mà sa mạc chỉ là một bộ phận nhỏ cấu thành nên hoang mạc. Ngoài ra, lượng bức xạ mặt trời ở các sa mạc vô cùng lớn, kéo theo sự chênh lệch nhiệt độ gần như không tưởng. Thậm chí ở một số nơi, biên độ nhiệt có thể lên tới hơn 80 độ C vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm.
Sở dĩ có sự hiểu lầm giữa định nghĩa hoang mạc và sa mạc là bởi trong tiếng Anh chỉ có một danh từ chung duy nhất dùng để chỉ hai thực thể này, đó chính là desert, từ đó dẫn đến tình trạng nhầm lẫn khái niệm khi dịch ra tiếng Việt. Nếu hiểu đúng theo định nghĩa chuẩn, tức là bám sát vào mức dáng thủy trung bình năm và kiểu vật chất kiến tạo, thì cả những nơi lạnh giá nhưng có lượng mưa khan hiếm như châu Nam Cực được xếp vào nhóm hoang mạc. Đồng thời, ngoài các sa mạc nóng như Sahara hay là Tufan, thì còn tồn tại kiểu sa mạc lạnh điển hình như là Gobi ở châu Á. Hiện nay các sa mạc đang bao phủ khoảng 1/3 diện tích bề mặt địa cầu. Top 5 hoang mạc lớn nhất thế giới. Đứng thứ 5 trong danh sách các hoang mạc lớn nhất trên thế giới chính là hoang mạc Gobi, hay còn gọi là sa mạc Gobi. Hoang mạc này tọa lạc trên lãnh thổ Trung Quốc và Mông Cổ, với tổng diện tích xấp xỉ 1.295.000 km². Gobi là một hoang mạc bóng mây, được tạo nên do dãy núi Himalaya đã chắn hết mây mưa từ Ấn Độ Dương. Thời tiết ở đây thay đổi thất thường theo mùa và theo từng khu vực cụ thể. Vào mùa hè, mức nhiệt ở Gobi luôn cao hơn 40 độ C, song nhiệt độ cũng có thể xuống đến âm 40 độ vào những ngày đông lạnh giá. Lượng mưa hàng năm dao động từ 500 đến dưới 200mm, tùy thuộc vào ranh giới địa hình. Ngày nay, vẻ đẹp tiềm ẩn của hoang mạc Gobi đã biến nơi đây trở thành một địa điểm tham quan lý tưởng đối với du khách trên toàn thế giới, bất chấp điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt. Xếp trên hoang mạc Gobi một bậc là hoang mạc Ả Rập với diện tích là 2,33 triệu km², bao phủ Ả Rập Saudi, Oman và một phần của Iraq. Khí hậu khô nóng chiếm ưu thế trên lãnh thổ và nguồn nước cũng cực kỳ khan hiếm. Nhiệt độ ở hoang mạc Ả Rập thay đổi theo từng vùng khác nhau, trong đó phần trung tâm là khu vực có nền nhiệt cao nhất lên đến hơn 50 độ C và giảm rất mạnh vào ban đêm. Không chỉ là hoang mạc có diện tích lớn nhất châu Á, hoang mạc Ả Rập còn là nơi sở hữu hệ thống thực thể cát vào loại khủng nhất và có tốc độ mở rộng nhanh nhất trên thế giới. Lượng mưa trung bình hàng năm tại đây thường nhỏ hơn 100mm. Ngày nay, bằng những nỗ lực không mệt mỏi của con người, nhiều phần lãnh thổ hoang mạc đã được phủ xanh. Đây quả là một tín hiệu đáng mừng trong thực trạng trái đất bị sa mạc hóa ngày càng nghiêm trọng trên thế giới. Tuy nhiên, điều này cũng đồng thời đe dọa nguồn nước ngầm hiếm hoi đang hiện diện ở vùng hoang mạc rộng lớn này. Hệ động thực vật ở hoang mạc Ả Rập không mấy đa dạng, trong đó có nhiều loài đã bị tuyệt chủng vĩnh viễn. Trái lại, khu vực này lại sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản đáng kinh ngạc, điển hình nhất là dầu mỏ và lưu huỳnh. Đứng thứ 3 trong danh sách chính là một cái tên vô cùng quen thuộc mà chúng ta đã nhiều lần bắt gặp trong sách vở cũng như các phương tiện thông tin đại chúng. Vâng, đó chính là hoang mạc, hay chính xác hơn là sa mạc Sahara. Sa mạc Sahara có diện tích hơn 9 triệu km², xấp xỉ diện tích của Hoa Kỳ và Trung Quốc, bao trùm hầu hết Bắc Phi, phủ lên những vùng rộng lớn của 12 quốc gia trong khu vực. Đây cũng chính là sa mạc lâu đời nhất trên thế giới, với niên đại hơn 2,5 triệu năm. Đặc trưng của Sahara là những đụn cát khổng lồ, cao đến hàng trăm mét, cùng hệ thống sông suối xuất hiện rải rác theo mùa. Hệ sinh thái sa mạc Sahara vô cùng đa dạng, phân bố rộng khắp lãnh thổ, từ các thung lũ khô cằn cho đến tận những ốc đảo xanh tươi. Từ năm 1962, sa mạc này đã mở rộng thêm 650.000 km và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng xâm lấn. Lượng mưa bình quân ở Sahara thấp nhất so với những nơi khác trên thế giới, trung bình một năm chỉ đạt khoảng 25mm. Đặc biệt, mưa ở đây không phải dạng hạt rơi trực tiếp xuống mặt đất, mà nó tồn tại dưới dạng sương mù. Một lần nữa, chúng ta phải khẳng định lại rằng Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới, nhưng nó không phải là hoang mạc lớn nhất trên hành tinh của chúng ta. Hoang mạc lớn thứ hai trên trái đất chính là hoang mạc Bắc Cực. Với diện tích hơn 13,9 triệu km², hoang mạc này trải dài từ bang Alaska qua nhiều quốc gia như Greenland, Canada, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Nga. Như chúng ta đã biết, phần lớn hoang mạc Bắc Cực được bao phủ bởi tuyết và băng, do đó khí hậu quanh năm luôn ở trong tình trạng vô cùng lạnh giá. Khắc nghiệt là vậy, song khu vực này lại sở hữu một hệ động thực vật cực kỳ phong phú, bao gồm động vật phù du, nhóm sinh vật sống trên băng và dưới đại dương. Ở Bắc Cực thì vẫn có con người sinh sống, phân bố rải rác trong các khu định cư, làng mạc và trên các đảo. Theo thống kê mới nhất, trung bình mỗi năm có khoảng 1.500 khách du lịch đến thăm các hòn đảo ở Bắc Băng Dương để chiêm ngưỡng các loài chim ở vùng cực, xem các sông băng hùng vĩ, các đàn hải mã và cảnh quan tuyệt đẹp của Bắc Cực. Với tổng diện tích gần 14 triệu km², Nam Cực chính là vùng hoang mạc lớn nhất được biết đến trên thế giới, bao gồm toàn bộ phần đất liền hiện có ở châu Nam Cực. Nói đến đây hẳn sẽ có nhiều người thắc mắc, tại sao một nơi lạnh giá như Nam Cực lại được gọi là hoang mạc? Tuy nhiên điều này sẽ không có gì khó hiểu nếu ta quay ngược trở lại với những định nghĩa đã được đưa ra ở phần đầu. Có thể hiểu một cách đơn giản là do sở hữu lượng mưa trung bình thấp dưới 200mm, độ ẩm không khí gần như bằng không và nhiều địa điểm thậm chí không có mưa hay tuyết trong hàng triệu năm nên Nam Cực chính là một hoang mạc lạnh điển hình.
98% diện tích Nam Cực được bao phủ bởi những lớp băng vĩnh viễn. Vào mùa hè, nhiệt độ trung bình ở Nam Cực là âm 25 độ C và hạ xuống mức âm 65 độ vào những tháng mùa đông. Đây cũng là châu lục duy nhất không có dân bản địa sinh sống, ngoại trừ những nhà khoa học từ các quốc gia đến nghiên cứu tại các trạm quốc gia. Ngoài ra thì hoang mạc Nam Cực còn là nơi trú ngụ lý tưởng của các loài chim cánh cụt, hải cẩu, cá voi sa thủ. Những sự thật thú vị về hoang mạc. 1. Hoang mạc khô hạn nhất thế giới là hoang mạc Atacama, Chile. Nhiều phần của hoang mạc không có mưa kể từ khi các kỷ lục bắt đầu được ghi nhận. 2. Hoang mạc lâu đời nhất thuộc về hoang mạc Namib của Nam Phi. Theo các nghiên cứu, Namib có niên đại từ 55 đến 80 triệu năm tuổi. Đây cũng là nơi có cồn cát cao nhất thế giới, lên đến hơn 300 mét. 3. Hoang mạc trẻ nhất thế giới gọi tên Arankum, Uzbekistan, được tạo ra bởi sự tác động của con người và chưa đầy 50 tuổi. 4. Hoang mạc nhỏ nhất trên thế giới là Carcross, Canada. Được biết, hoang mạc này chỉ rộng khoảng 640 km. 6. Kích thước tổng thể của các hoang mạc đang có chiều hướng ngày càng tăng lên. Theo tính toán của các chuyên gia, hiện nay có khoảng 46.000 dặm vuông đất bị biến thành sa mạc mỗi năm, tương ứng với 119.139 km2. 7. Trên thực tế, nơi duy nhất trên trái đất sở hữu mức độ đa dạng sinh học cao hơn sa mạc chính là rừng mưa. Các vùng hoang mạc thường là nơi sinh sống của nhiều loài thực vật, động vật có vú, bò sát và côn trùng. 8. Bên cạnh lạc đà, rùa chính là động vật sa mạc kiên cường nhất từng được biết đến, được tìm thấy ở sa mạc Mojave của Mỹ. Một con rùa sa mạc trưởng thành có thể chịu được mức nhiệt trên 50 độ C và sống sót mà không cần đến nước trong vòng 1 năm. 9. Nếu bị lạc ở hoang mạc hay sa mạc, bạn sẽ không cần phải đi tiểu lên áo và đội nó lên đầu như Bear Grylls để khỏi chết khát đâu. Thay vào đó, bạn có thể tìm thấy nước ở cành của một số loài cây họ cọ như buri và mây. Xương rồng cũng là một ý hay, tuy nhiên bạn cần phải có đủ hiểu biết cũng như sự tỉnh táo để đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Một số loài xương rồng có thể gây ra các cơn đau đầu và tiêu chảy dữ dội. 10. Trong những ngày nắng cực điểm ở sa mạc, chúng ta có thể nướng chín một quả trứng trong vòng từ 10 đến 15 phút chỉ bằng cách vùi chúng vào sâu trong cát. 11. Tốc độ di chuyển trung bình của các cồn cát là 10 mét một năm, tuy nhiên dường như không tồn tại bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được sự xâm lấn của sa mạc. Chậm mà chắc, các sa mạc có thể quét sạch mọi thành phố trên thế giới một cách dễ dàng. 12. Châu Âu là châu lục duy nhất trên thế giới không có sự hiện diện của hoang mạc. Nguyên nhân là bởi vì lãnh thổ châu Âu nằm gọn trong vùng khí hậu ôn đới, có hệ thống sông ngòi dài đặc, đồng thời chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển và gió Tây ôn đới. Vâng thưa quý vị, trên đây là toàn bộ những bí ẩn thú vị về hoang mạc mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn ngày hôm nay. Nếu yêu thích video thì bạn đừng quên like, share và đừng quên là bấm đăng ký kênh trong khi đón chờ những nội dung kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.